Xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều của đài truyền hình IBC TV, được phát sóng tại hai miền Nam Bắc của tiểu bang California trên các băng tần 57.19, 16.12, hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình, sứ ngôn viên Tuyết Nha và Hà Anh xin được gửi lời chào trân trọng nhất. Như thường lệ, sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Tổng thống Belarus cho biết Nga có thể đặt phi đạn hạt nhân xuyên lục địa tại Belarus. Tổng thống Donald Trump chuẩn bị phát biểu từ Mar-a-Lago sau cáo buộc vừa qua. Biểu tình tiếp diễn trên khắp Israel bất chấp sự nhượng bộ của thủ tướng. Trung Quốc và Singapore nâng cấp bang giao song phương. Phát hiện mức độ hoạt động cao tại địa điểm hạt nhân chính của Triều Tiên. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan tới bang giao giữa Nga và Belarus. Xin mời quý khán giả cùng đón xem sau đây qua phần trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay đã cho hay Tổng thống của Belarus đã cho biết Nga có thể đặt phi đạn hạt nhân xuyên lục địa ở đây. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, vào ngày 31 tháng 3 đe dọa rằng Belarus cũng có thể cho đặt phi đạn hạt nhân liên lục địa trên lãnh thổ của mình, ngoài các vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã quyết định triển khai tại Belarus. Trong bài phát biểu thường niên trước các nhà lập pháp và quan chức chính phủ, ông Lukashenko đã nói rằng vũ khí hạt nhân của Moscow sẽ giúp bảo vệ Belarus, quốc gia mà ông Lukashenko tuyên bố đang bị phương Tây đe dọa. Tôi không cố gắng đe dọa hay tống tiền bất kỳ ai. Tôi muốn bảo vệ nhà nước Belarus và đảm bảo hòa bình cho người dân Belarus. Ông Lukashenko đã nói, đồng thời gợi ý rằng ông có thể sử dụng các vũ khí hạt nhân đó với sự đồng ý của Nga nếu Belarus bị đe dọa hủy diệt. Phi đạn đạo xuyên lục địa trên đất Belarus có thể phá hủy toàn bộ các thành phố từ hàng ngàn dặm. Ông Lukashenko đã cho biết, Belarus có đủ vũ khí thông thường để chống lại các mối đe dọa. Nhưng nếu chúng tôi thấy rằng đằng sau các mối đe dọa là sự hủy diệt đất nước của chúng tôi sẽ sử dụng mọi thứ chúng tôi có. Nếu cần, tôi và ông Putin sẽ quyết định và cho dùng vũ khí chiến lược nếu cần. Ông đã gửi lời cảnh báo. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị phát biểu từ Mar-a-Lago. Thưa quý vị, văn phòng của cựu tổng thống cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu tại Florida vào thứ Ba ngày 4 tháng 4 sau khi bị buộc tội tại New York. Cựu Tổng thống Trump dự trù sẽ bị buộc tội lấy dấu vân tay và chụp hình tại tòa án New York vào chiều thứ Ba, sau khi ông trở thành cựu Tổng thống đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự. Những cáo buộc lịch sử được đưa ra sau khi một khoản điều tra về khoản thanh toán tiền bịt miệng năm 2016 cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Thông tin về bản cáo trạng xuất hiện vào ngày 30 tháng 3, mặc dù những cáo buộc cụ thể chống lại cựu Tổng thống Trump phát sinh từ cuộc điều tra do biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, đảng viên Dân Chủ, chưa được công khai. Susan Nasalis, luật sư của cựu Tổng thống Trump cho biết, vào thứ Sáu, Tổng thống sẽ không nhận tội. Cựu Tổng thống Trump phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024, dự trù bay tới New York từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida và qua đêm tại Trump Tower trước khi ra tòa vào thứ Ba. Vấn đề đã nói với Reuters vào tuần qua trong một bài đăng vào cuối ngày thứ Bảy trên Truth Social. Cựu Tổng thống Trump cáo buộc phe cực đoan sử dụng đòn bẩy cơ quan thi hành pháp luật để can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump dự trù xuất hiện trước công lý Juan Merchan ở Tòa án hình sự Manhattan vào ngày mai. Merchan đã chủ trì một phiên tòa hình sự vào năm ngoái, trong đó công ty bất động sản của cựu Tổng thống Trump bị kết tội gian lận thuế, mặc dù bản thân Tổng thống không hề bị buộc tội. Biểu tình tiếp diễn trên khắp Israel bất chấp sự nhượng bộ của thủ tướng. Biểu tình phản đối kế hoạch đại tu tư pháp vẫn diễn ra trên khắp Israel ngày hôm qua, tức là ngày 1 tháng 4, bất chấp việc thủ tướng Netanyahu đã tạm hoãn việc thông qua kế hoạch cải cách tại Quốc hội. Người biểu tình của Israel mong muốn chính phủ có thể hủy bỏ hoàn toàn việc cải cách tư pháp và tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Palestine để có thể có được nền dân chủ thực sự. Các cuộc biểu tình tại Israel không có dấu hiệu giảm bớt sau tuyên bố trì hoãn kế hoạch đại tu tư pháp của Thủ tướng Netanyahu để dành không gian và thời gian cho các bên đối thoại.
Người biểu tình lo ngại việc Thủ tướng Netanyahu tạm dừng thúc đẩy các đạo luật cải cách chỉ để xoa dịu làn sóng biểu tình và là một biện pháp câu giờ trước khi có hành động mạnh hơn trong kỳ họp mùa hè của Quốc hội Israel. Theo ghi nhận của truyền thông Israel, có khoảng 150.000 người Israel vào ngày hôm qua đã xuống đường biểu tình trên phạm vi toàn quốc, trong đó trung tâm vẫn là thành phố Tel Aviv. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng bởi vì đây không phải là vì điều mà chúng ta có thể sống cùng. Chúng ta không thể sống trong một quốc gia không dân chủ. Vì vậy, đó là cuộc chiến đến cùng và chúng ta sẵn sàng trả giá rất lớn để giành được điều này. Trung Quốc và Singapore nâng cấp ban giao song phương. Trung Quốc và Singapore đã ra tuyên bố chung về việc thiết lập ban giao đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai. Nhưng chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, truyền thông Singapore đưa tin tuyên bố chung đã nêu rõ việc nâng cấp ban giao song phương, phản ánh cam kết của hai nước trong nỗ lực xây dựng hướng đi chiến lược, biểu đồ phát triển ban giao trong tương lai. Theo tuyên bố chung, Trung Quốc và Singapore có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, kinh tế số, an ninh lương thực, tài chính và hàng không. Hai nước cũng mở rộng hợp tác về khoa học và công nghệ và chuỗi cung ứng. Hai bên tái khẳng định sự cần thiết về cải thiện ban giao giữa Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á, đồng thời củng cố hơn nữa khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc. Trước đó, trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Lý Hiển Long và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 31 tháng 3, hai người đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ban giao đối tác đối với hai nước cũng như đối với khu vực này. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới Trung Quốc vào ngày 27 tháng 3 bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 6 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lý Hiển Long tới Trung Quốc kể từ năm 2019. Phát hiện mức độ hoạt động cao tại địa điểm hạt nhân chính của Triều Tiên. Hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ hoạt động cao tại địa điểm hạt nhân chính của Triều Tiên. Một viện nghiên cứu tại Hoa Kỳ đã loan tin vào ngày thứ Bảy sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh gia tăng sản xuất nhiên liệu bom để mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này. Dự án theo dõi tên 38 North Korea có trụ sở tại Washington cho biết hoạt động mà họ phát hiện dựa trên các hình ảnh từ ngày 3 và ngày 17 tháng 3 có thể cho thấy rằng lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm hay còn gọi là ELWR tại địa điểm Yongpyeong gần hoàn tất và chuyển sang trạng thái hoạt động. Báo cáo đã cho thấy những hình ảnh một lò phản ứng 5MW tại Yongpyeong tiếp tục hoạt động và việc xây cất đã bắt đầu trên một tòa nhà hỗ trợ xung quanh của ELWR. Hơn nữa thì nước thải đã được phát hiện từ hệ thống làm mát của lò phản ứng đó. Hoạt động xây cất mới cũng đã bắt đầu xung quanh nhà máy làm giàu uranium của Yongpyeong, có thể mở rộng khả năng của nó. Những diễn biến này dường như phản ánh chỉ thị gần đây của Kim Jong-un là gia tăng sản xuất vật liệu phân hạch để mở rộng kho vũ khí hạt nhân của đất nước. Báo cáo cho biết thêm, nhắc đến lãnh tụ của Triều Tiên. Vào ngày thứ Ba, thì Triều Tiên ra mắt các đầu đạn hạt nhân mới nhỏ hơn và tuyên bố sẽ sản xuất nhiều thêm vật liệu hạt nhân cấp vũ khí nữa để mở rộng kho vũ khí của mình, đồng thời lên án các cuộc tập trận quân sự gia tăng của Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng cho biết ông Kim đã ra lệnh sản xuất vật liệu cấp vũ khí như một cách phòng xa để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước theo cấp số nhân. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ của những cơ sở kinh doanh thương mại đã luôn đồng hành với đài IBC. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới hiện trường vụ nổ quán cà phê tại St. Petersburg của Nga như thế nào. Chúng ta tới với gia đình và bạn bè tổ chức lễ cầu nguyện cho những khán giả thiệt mạng trong vụ sập mái nhà hát tại Illinois. Nhiều nước chuyển sang thay thế đồng Mỹ Kim làm tiền tệ dự trữ và nhiều bản tin nổi bật khác từ Việt Nam. Xin mời quý khán thính giả đón xem.